và Hồng Mai xin tên ai kính chào quý khán giả rất thân thương trong chương trình thi ca hôm nay. Lời chào chúc sức khỏe dồi dào. Con xin kính chào cô. Cảm ơn con. Qua một tuần lễ và sau ngày quân lực á, yeah, thì cô cũng vẫn còn nghĩ đến cái ngày quân lực, mà cô vẫn nghĩ đến những ngày các chiến sĩ của chúng ta chiến đấu trên bốn vùng chiến thuật. Và thưa quý vị, chắc có lẽ là hồi khi mà Trúc Minh mới có đến cái tuổi là thiếu niên, cái tuổi mà gọi là cái tuổi các cụ gọi là tuổi ô mai đó, thì Trúc Minh có một cái kỷ niệm không thể nào quên được, mà cũng là một lần đầu tiên gặp gỡ và cũng là một cái lần mà nhiều kỷ niệm nhất. Thì Trúc Minh có lên Đà Lạt để thăm người anh, và trong khi chủ nhật đó thì Trúc Minh được người anh đưa ra cái hồ gọi là hồ than thở. Tất cả những anh mà sinh viên sĩ quan học ở trên Đà Lạt thì đều có bằng cấp, chứ không có ai là không có bằng cấp. Yeah. Vì cái lẽ đó mà ông anh của Trúc Minh mới cho Trúc Minh giao tiếp với lại một trong những người mà đang là đi lòng. Rồi con biết rồi, anh đó là ai rồi. Rồi tiếp tục. Thì bây giờ ra Trúc Minh chỉ có hồi tưởng lại là hồi tuổi trẻ Trúc Minh có nhiều những kỷ niệm đẹp. Yeah. Và bây giờ Trúc Minh sẽ ngâm cái bài thơ Nhớ về hồ than thở sau đây để gửi đến quý vị. Đấy. Cũng như những tâm sự của các quý vị ở Đà Lạt và những các cô thiếu nữ mơ mộng đến những là chàng trai sau này sẽ đi bốn vùng chiến thuật. Và rất là hiên ngang. Khuất giữa hoang vu, giữa núi đồi, một vùng nước lạnh nắng chiều soi, thông gieo không dứt niệm u uất nơ, sóng gợn còn lừa tiếng sụt sùi, có phải đây ghi tình gặp gỡ hay là nơi chứng cảnh chia phôi? Nghìn năm xa vắng người trong cuộc riêng để hồ mang nỗi ngậm ngùi. Dạ, cảm tạ quý vị đã lắng nghe một bài thơ Nhớ về hồ than thở của tác giả Phan Nam Xuyên. Và bài này là chắc có lẽ tác giả cũng cùng tâm sự. Tâm sự. Và bây giờ thì con đã có thể là bình tĩnh, đừng có xúc động, để nhớ tới những các anh chiến sĩ để ngâm cái bài thơ mà con vừa mới định ngâm không? Vâng, thì con cũng không biết ngâm hay là đọc đây nữa, thì vừa ngâm vừa đọc. Dạ, xin Hồng Mai xin gửi đến và một bài thơ trong tập báo Người đưa tin tại thành phố Pompona của sáng tác là VHC, VHC, áo chiến tả tơi. Áo chiến năm xưa đã cũ rồi, thỉnh thoảng đem phơi để ngắm chơi. Chỗ này nhăn nhíu sườn đường chỉ, chỗ nọ tưa tưa muộn tả tơi. Áo
chiến năm xưa gọi phi bào. Mỗi lần mở tủ thấy nào nào, chính tay ta ủi treo vào đó, thỉnh thoảng không ai len mặc vào. Nhớ thủa tung hoành giữ quê hương, đưa tay chào kính thẳng trước gương. Chiếc mũ xanh xanh nghiêng nghiêng nếp, cái mặt già già thấy dễ thương. Mấy chục năm rồi đã trôi qua, đất khách quê người gọi tạm gọi ở nhà. Ưu tư chất chứa buồn mang mát, chắc cuối đời này chỉ có ta. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn con. Kính thưa quý vị, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đều nghĩ tới những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và Trúc Minh còn có những cái niềm đau nữa, là khi mà cái ngày quân lực mà diễn hành ở trên đường Nguyễn Huệ thì thường thường là quân nhạc là đi trước, và sau quân nhạc là những người trai trẻ, là những mầm non của đất nước và những hứa hẹn của Tổ quốc, đó là thiếu sinh quân. Yeah. Một đoàn thiếu sinh quân mũ đỏ áo trắng bước những nhịp bước rất là đều. Đó là những ai? Đó là những con em, con cháu của chúng ta. Và đã tung cánh bay đi bốn phương, mà sau cùng không góp đầu hàng mà phải là buông súng để mà chấp nhận những đau thương của đất nước. Không phải riêng Trúc Minh có những cái đau thương, tủi hận đó, mà toàn thể đồng bào Việt Nam, con dân của đất nước đều có những cái tâm trạng đó. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ quên ơn những người đã nằm xuống, đã hy sinh cho chúng ta. Vì vậy không phải riêng thì Trúc Minh thổn thức, mà tất cả những quý vị đồng bào ở hải ngoại đều thổn thức cùng một tâm sự như Trúc Minh. Do đó mà hôm nay có lẽ là lúc đọc á, thì rất là nghĩ rằng là cái ngày hôm nay cái chương trình thi ca sẽ gửi đến quý vị một bài thơ để cũng chia sẻ cái tâm sự này, nhưng mà vì xúc động đã hai lần không ngâm được trọn vẹn, thì xin cảm tạ quý khán giả cũng đã thương cái chương trình thi ca này và đã lắng nghe. Và sau đây Trúc Minh sẽ là gửi tới quý vị một bài thơ, mà bài thơ này á là một bài thơ hoài cảm. Có lẽ Trúc Minh cũng đang là xúc động, cho nên Trúc Minh chỉ gửi đến quý vị bằng những cái lời đọc mà thôi. Trúc Minh không có dám diễn ngâm để rồi lệ sẽ tràn mi và nức nở sẽ không có diễn ngâm được. Từ buổi phù hoa sóng cuốn trôi, năm năm lắng tiếng vọng bên trời, đường lau núi cỏ chìm dâu bể, bãi gió cồn trăng biệt viễn khơi. Nếu cảm thông người đau lỡ bước, càng thương xót kẻ lạc xa đời. Ai qua xóm lạ chiều lên khói, lởn vởn hồn quê thoáng ngậm ngùi. Đã bước đi và đã hụt chân, áo hào hoa đổi áo phong trần.
lửa hồng nổi giữa cơn mê hạ, gió lạnh lén vào giấc mộng ngỡ xuân. Con dại viễn phương buồn suốt kiếp, mẹ già cố ly lệ bao lần. Nẻo về một bản cầu xa cách, đọc lại thư nhà thương xót thân. Xin cảm tạ quý khán giả của đài VNTV trên băng tầng 57.3 đã lắng nghe. Chúc Minh và Hồng Ai gửi đến quý khán giả những tâm sự và những nhớ thương và những cảm xúc, và mong rằng quý vị đừng rời màn hình. Chương trình thi ca sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.